Xin chào, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng và vận hành máy đo lực kéo nén điện tử của hãng Imada, model là ZTA gạch 500 Newton ha, phiên bản Y, phiên bản quốc tế. Đầu tiên thì chúng ta thao tác, chúng ta mở máy lên thì có cái nút on off đây ha. Trên màn hình nó có nút on off, send, big, zero, menu. Mở máy lên thì chúng ta bấm nút on off thôi ha. Đó, thì nó sẽ hiển thị đây, đó. Chúng ta thấy có ghi ngay giờ này chúng ta cài đặt được hết. Khi mà chúng ta ví dụ hiện tại là đang ở, chúng ta kéo lên là nó cái lực nó sẽ âm, chúng ta nén xuống thì cái lực nó sẽ dương. Đó, cái đó là chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi cái chiều lực được ha. Đó, thì bắt đầu chúng ta vô cái menu, chúng ta bấm giữ cái nút menu này khoảng 2 giây để vô cái những cái cài đặt ban đầu. Đây chúng ta thấy có cài đặt ngày và giờ, cài đặt high blow set points, tức là chúng ta sẽ cài đặt cái điểm, cái khoảng OK hoặc là NG. Ngoài hai cái điểm đó thì nó sẽ báo NG ha, chúng ta thấy là OK NG đó. High low output đây cũng có big function ha. Big function tức là khi chúng ta đo thì nó sẽ hiển thị cái giá trị lớn nhất 1/2 hai big drop auto big ha. Có rất là nhiều, chúng cái này chúng ta đọc ở trong cái cuốn hướng dẫn sử dụng thì trong đó nó có hết ha. Internal memory, rồi chúng ta có thể chọn là bộ nhớ nó ở USB ha. Rồi chúng ta có thể cài đặt âm thanh, chức năng function ha. Đây function này thì nó có là chúng ta cài đặt cái độ sáng, reverse display, tức là khi chúng ta quay cái đồng hồ xuống vậy thì cái màn hình nó sẽ không bị ngược, nó sẽ quay theo ha. Đó. Reverse display, auto setup, khi mà chúng ta bấm khoảng 1 giây thì nó tắt display format vân vân. Rồi chúng ta trở về đây, thoát ra thì đây chúng ta thấy có cái dấu chấm tròn, tức là chúng ta bấm nút menu là nó thoát ra, tắt thì chúng ta bấm cái nút này, chúng ta giữ 2 giây. Rồi bây giờ mình sẽ chỉ các bạn thêm là chúng ta cài đặt những cái thông số ban đầu là gồm có đơn vị và những cái chiều lực ha, những cái chiều lực vân vân. Thì khi chúng ta bấm cái nút on off, chúng ta bấm cái nút menu ở đây trước, là chúng ta bấm nút on off đây. Đó, thì nó sẽ vô setup menu ha. Setup menu thì nó gồm có unit ha. Unit đây thì gồm có cái đây chúng ta thấy là đang ở cái chế độ là Newton, thì chúng ta muốn chuyển qua pound, kg lực ha, dần dần. Rồi chúng ta back về ha, display element unit ha. Cái này mình cũng đọc trong cái hướng dẫn sử dụng thì mình sẽ có. Rồi cái đây là cái indicator cộng trừ, tức là cái chiều lực của nó, giống như lúc nãy mình có nói là cái chiều lực nó âm hay dương ha. Lúc nãy mình đang gọi là cái chiều lực của mình, nó khi mình kéo ra thì nó âm, bây giờ mình muốn nó dương thì mình bấm vô thôi đó ha, mình bấm nó on off thôi đó, on không đó, bây giờ mình enter đây. Enter đó. Rồi chúng ta trở về, đây là độ nhạy ha. Zero T send function, ngôn ngữ chúng ta có thể cài đặt ngôn ngữ hoặc là những cái wifi setting lock. Ở đây thì mình không cần đâu, setting lock mình set cái là nó lock lại luôn ha. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video, xin chào.